giải mã những hiểu lầm về khóa thiền. Khóa thiền chỉ dành cho người lớn tuổi. Sau một hồi nói 7749 câu chuyện thì mình được biết điều đặn hàng tháng ở đây có rất nhiều bạn sinh viên tới tham gia khóa thiền và công quả. Mình được làm ban ngành đường 1 mà má nói chuyện vui quá, không biết lao được mấy cái tô nữa. Đi khóa thiền là phải tốn tiền. Khóa thiền Từ Tân hoàn toàn miễn phí. Khóa thiền miễn phí, liệu có chất lượng? Ta nói giận mấy bạn hướng dẫn ở đây ghê, vừa nhiệt tình còn dễ thương nữa. Đây đây, cái khúc này nè là hướng dẫn cho mình xong, còn sợ mình bị lạc đường nên dẫn mình tới tận phòng cất đồ luôn. À, mà mình còn vô tình phát hiện ra ở đây có một điều vô cùng dễ thương, đó là mấy bạn sẽ thường xuyên đi xếp lại dép cho mọi người cho ngay ngắn. Nhờ vậy mà mình học được cách để ý mấy cái điều nhỏ nhỏ như này đó. Chưa hết nha, mình còn được ăn cơm chay 3 bữa miễn phí với nhiều món khác nhau. Đến chiều còn có bữa lỡ siêu ngon là các loại đồ uống đó mọi người ơi. Phải nói mình rất hài lòng về chất lượng khóa thiền mà mình được trải nghiệm ở đây luôn. Lần đầu tham gia khóa thiền, mọi người sẽ được quý thầy ở đây kể cho nghe về cuộc đời Đức Phật, rồi còn được hướng dẫn cách lễ Phật, ngồi thiền kiết già. Tuy có hơi đau chân một chút, nhưng sẽ giúp mình thư giãn và thấy lòng bình yên hơn nhiều đó. Đặc biệt, vào buổi sáng Chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng của khóa thiền, sẽ có buổi thuyết giảng của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Chân Quang. Nếu bạn có câu hỏi gì thì cũng có thể gửi về để Thượng tọa có thể giải đáp vào cuối buổi thuyết giảng. Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa mà không tham gia khóa thiền Từ Tân? Yeah!